Xin chào các bác, chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bác, tới các bạn một cái sản phẩm nữa. Sản phẩm này đang hiện trên màn hình của các bác ấy. Tôi cho to một chút, đây các bác nhìn rõ rồi. Vâng, đấy. Có thể là các bác sẽ đoán được đây là cái sản phẩm gì rồi. Đây là một cái sản phẩm do một anh bạn của tôi đi lao động ở bên Malaysia gửi về. Nó có cái tên là mật kỳ đà. Cầm lên gần cho các bác xem. Đây các bạn, nó chỉ nhỏ này thôi, sau ngón tay nó chỉ tầm này thôi các bạn. Đây các bạn, sau ngón tay thì nó chỉ nhỏ tầm này thôi, tấm nó rất là bé. Đây, đây là cái mật kỳ đà khô ấy. Do người bạn của tôi đi Malaysia gửi về. Xin giới thiệu các bác, đây là cái lưỡi kỳ đà. Một bộ đi với cái con kỳ đà này gồm có cả lưỡi và mật. Thường khi sử dụng thì người ta dùng cả hai phần là lưỡi và mật. Tuy nhiên mật kỳ đà được sử dụng nhiều hơn. Xin nói thêm với các bác là về cái tác dụng của cái mật kỳ đà này. Cái mật kỳ đà này thì theo y học cổ truyền nó có cái vị hơi ngọt, không độc và đặc biệt là không đắng như các mật khác. Nó có cái tác dụng là thông kinh, giải nhiệt, giải độc, chống co thắt và chống giật. Chính vì vậy mật kỳ đà được sử dụng và dùng chữa cái việc một là sốt cao, co giật, những người mắc bệnh động kinh, những người huyết áp cao, tức là dùng để giải nhiệt đấy. Thông thường thì có mật kỳ đà đã được ghi trong cái sách của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, có cái tác dụng là chữa hen suyễn. Cái việc chữa hen suyễn dùng cái mật kỳ đà này rất đơn giản, đó là bạn lấy một túi mật kỳ đà này, chia thành từ 7 đến 10 phần. Đấy, thì các bạn có thể là dùng nước để uống, hoặc là pha rượu uống, hoặc là cho vào cháo, nấu cháo để ăn. Đấy. Cũng có thể dùng cái mật này với mật ong phối hợp với nhau để chữa, với lại nước chanh nữa để chữa rắn cắn. Ngoài ra thì mật kỳ đà này thường được ngâm rượu để uống bồi bổ sức khỏe, thì nó có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Một số bài báo thì có đưa tin là cái mật kỳ đà này có cái tác dụng là chống được, chữa được cái bệnh động kinh cho cả người lớn và trẻ em. Một số cũng theo cái cách là chia ra cái mật này từ 7 đến 10 phần nấu cháo, hoặc là ngâm rượu, hoặc là pha nước uống. Chúng tôi đã có trích một chút mật kỳ đà ra đây, bé tí xíu trên đầu ngón tay các bạn, tí xíu trên đầu ngón tay, bé tí xíu trên đầu ngón tay, các bạn nhìn này. Đấy. Và tôi đã nếm thử cái mật này, công nhận là nó không như những mật khác, nó không đắng, nó hơi ngọt ngọt, không tanh. Pha nước sôi chắc chắn là uống được, nó dễ uống thôi, pha rượu thì cũng được. Mật kỳ đà, lưỡi kỳ đà này thông thường người ta ngâm rượu hoặc là chia thành các nhiều phần nấu cháo ăn, hoặc là nghiền nhỏ ra thành bột, là cái lưỡi kỳ đà nếu mà thường là cho nấu cháo thôi. Thì đây là cái một số cái tác dụng của cái mật kỳ đà là như thế: chữa động kinh này, sốt cao co giật này, hen suyễn này, và cao huyết áp, thanh nhiệt giải độc. Đấy là những cái tác dụng chính của cái mật kỳ đà.
Ngoài ra còn những tác dụng khác thì mong được các bác đóng góp chia sẻ để chúng tôi biết và hiểu hơn về cái mật kỳ đà này. Và xin cảm ơn các bác đã xem các video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.